Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Chiều. Như tiêu đề video thì có lẽ là các bạn cũng đã thấy rồi, video ngày hôm nay sẽ là một câu trả lời rất là lớn dành cho câu hỏi mới vừa chơi đồng hồ thì chúng ta nên lựa chọn thương hiệu Seiko hay là Citizen. Vậy thì hãy cùng May để chúng ta cùng nhau đặt lên bàn cân những yếu tố của hai thương hiệu này để xem là thương hiệu nào sẽ phù hợp với bản thân mình nhất nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với yếu tố đầu tiên ngay sau đây. Đến với yếu tố đầu tiên thì chắc chắn sẽ là bề dày lịch sử rồi. Đối với thương hiệu Seiko thì đã có nguồn gốc rất là lâu đời, được ra mắt vào năm 1881, đã có hơn 130 năm kinh nghiệm phát triển trong ngành đồng hồ rồi. Còn đối với Citizen thì sinh sau đẻ muộn hơn Seiko khoảng tầm 37 năm. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là một đối thủ rất là nặng ký. Với thương hiệu Seiko cùng với chiếc máy Quartz đầu tiên đã xây dựng nên một đế chế khiến cho đồng hồ Thụy Sĩ hùng mạnh trao đảo trên thị trường quốc tế lúc bấy giờ. Và tại Việt Nam, Seiko cũng đã xuất hiện từ khá là sớm, nhanh chóng chinh phục giới sành điệu Hà Nội hay là Sài Gòn và đã tạo lập nên một biểu tượng xa xỉ. Còn Citizen thì mặc dù hãng không có một bề dày lịch sử như là Seiko bởi sinh sau đẻ muộn lên đến 37 năm, tuy nhiên với những bước tiến vượt bậc ở trong ngành đồng hồ thì Citizen đã lần lượt qua mặt hàng loạt các ông lớn khác của Nhật Bản để có thể chiếm lấy vị trí thứ hai. Bên cạnh đó, Citizen là một tập đoàn mẹ sở hữu hàng loạt những thương hiệu khủng điển hình như là Ferrex Constant. Ngoài ra một vài thương hiệu sừng sỏ khác cũng đã về tay Citizen, ví dụ như North & Shun, Bulova hay là Harley Davidson chẳng hạn. Tiếp theo là về thiết kế. Và nếu như các bạn đã tìm hiểu sơ qua về cả hai thương hiệu này thì các bạn có thể thấy được là cả hai thương hiệu đều mang những màu sắc rất là riêng và không hề giống nhau một chút xíu nào. Có lẽ đây cũng sẽ là một cái yếu tố giúp các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình được một mẫu đồng hồ phù hợp với phong cách cá nhân, sở thích cá nhân nhất nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy nói về Seiko trước đi. Đặc trưng trong thiết kế của đồng hồ Seiko là một sự khỏe khoắn, góc cạnh thể hiện được sự mạnh mẽ. Bởi lẽ là bạn sẽ thấy đa số dòng máy của Seiko sẽ có những cái thiết kế vòng bezel rất là lớn và dày để mang đến một cái phong cách thiết kế sang trọng cho những quý ông hay là quý bà rất là thời thượng. Và những yếu tố đó đã được thể hiện rất là rõ ở trên các dòng sản phẩm nổi bật, ví dụ như là Seiko 5 quân đội này hay là đồng hồ lặn. Và kể cả những dòng đồng hồ cao cấp như là Seiko Precise hay là Grand Seiko nữa thì chúng ta vẫn sẽ đâu đó bắt gặp được những cái yếu tố rất là riêng biệt của Seiko. Và ngược lại, Citizen lại lựa chọn cho mình một lối thiết kế chủ đạo của hãng, đó chính là sự mềm mại này, thanh lịch và thân thiện với người đeo. Hầu hết những sản phẩm đến từ thương hiệu Citizen thì chúng ta đều có một thiết kế rất là đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng mà vẫn cuốn hút và được rất nhiều người dùng lựa chọn. Đây cũng được coi là một điểm rất mạnh của thương hiệu Citizen với những ai mà yêu thích một cái vẻ đẹp tinh tế hay là đơn giản này. Và nổi bật nhất thì chúng ta có thể nhắc đến dòng sản phẩm siêu mỏng Slileto với độ dày thân máy chỉ từ 5 đến 7mm mà thôi. Và quay trở lại với thương hiệu Seiko thì chúng ta cũng sẽ có những cái dòng sản phẩm ví dụ như là Seiko Precise dành cho dòng đồng hồ Seiko sang trọng, hay là Seiko Kinetic là đồng hồ độc quyền của nhà Seiko. Còn đồng hồ Seiko Five Sport hay lặn thì sẽ dành cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ hay là yêu thích thể thao. Hay những dòng đồng hồ Seiko Action, Seiko Premier thì là những dòng đồng hồ mang hơi thở giữa sự cổ điển và hiện đại. Còn Citizen thì chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm rất là thân thiện với môi trường như là Eco Dry, năng lượng ánh sáng này. Còn những cái thiết kế thì rất là đơn giản và thanh lịch thôi, thì sẽ là một trong những cái yếu tố để gây nên những cái sự khác biệt dành cho hai thương hiệu đồng hồ để chúng ta cũng có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Về bộ máy thì cả hai thương hiệu Seiko và Citizen thì chúng ta đều có những cái sự đa dạng trong những bộ máy khác nhau, ví dụ như là đều có Automatic hay là Quartz, và kể cả năng lượng ánh sáng với Citizen thì sẽ là Eco Dry, còn đối với Seiko thì sẽ là Seiko Solar. Ngoài ra với Seiko thì chúng ta còn một bộ máy khác với tên gọi là Kinetic, là một sự kết hợp rất là hoàn hảo và đỉnh cao giữa Automatic và Quartz. Tuy nhiên, mỗi một thương hiệu thì chúng ta đều có những sự tập trung và những sự nổi bật nhất định trong bộ máy của mình. Ví dụ như với Seiko đi thì chúng ta có rất là nhiều những công nghệ, ví dụ như là công nghệ Kinetic mà mình đã nói đấy, là một sự kết hợp rất hoàn hảo giữa công nghệ Quartz và Automatic. Ngoài ra thì Seiko Solar cũng là một trong những dòng sản phẩm mũi nhọn của Seiko, là đối thủ đáng gờm của dòng sản phẩm Citizen Eco Dry. Còn đối với thương hiệu Citizen thì gần như là hãng tập trung lớn vào bộ máy Eco Dry của mình. Với công nghệ này thì những chiếc đồng hồ của Citizen có khả năng sạc pin bằng bất kỳ một cái nguồn ánh sáng nào, kể cả tự nhiên hay là nhân tạo, thậm chí là đèn huỳnh quang hay là ánh nến cũng có thể mang lại năng lượng cho chiếc đồng hồ. Điều này giúp cho người dùng dễ chịu và thoải mái hơn trong quá trình mà sử dụng, không cần phải thay pin quá nhiều. Và tuy không thể so sánh với Seiko về mặt chất lượng cũng như độ bền, nhưng mà những bộ máy Automatic hay là pin của Citizen cũng được rất nhiều người dùng lựa chọn. Và đây cũng là một trong những yếu tố khá là quan trọng để các bạn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý này.
Và sau những yếu tố về bề dày lịch sử, thiết kế hay là bộ máy thì câu hỏi bây giờ đặt ra, giá bán của cả hai thương hiệu này sẽ như thế nào? Tất nhiên những yếu tố đó sẽ tác động rất là lớn và quyết định rất lớn về giá bán của cả hai thương hiệu rồi. Mặc dù cả hai thương hiệu đồng hồ này chúng ta đều tập trung phát triển trong phân khúc tầm trung, thế nhưng mà giá của Citizen sẽ mềm hơn Seiko một chút. Thực tế thì chúng ta có thể thấy được rằng đồng hồ Citizen thì tập trung hướng đến cộng đồng nhiều hơn nên sản phẩm cũng sẽ phù hợp với đại đa số túi tiền của người dùng hơn các dòng sản phẩm của nhà Seiko. Lấy ví dụ như các sản phẩm giá rẻ của nhà Seiko thì sẽ có mức giá dao động từ 3 triệu đồng trở lên. Nhưng mà chúng ta chỉ cần bỏ ra hơn 2 triệu đồng thì đã có thể sở hữu một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen rồi. Và tất nhiên cả hai thương hiệu này thì đều đa dạng trong phân khúc giá của mình, 5, 7, 10, 15, 20 hay 25 đi chăng nữa thì chúng ta vẫn đều có những cái sự lựa chọn dành riêng cho các bạn. Và lúc này để chúng ta có thể quyết định mua được những mẫu đồng hồ như thế nào thì nó sẽ còn quay trở lại với những cái yếu tố khác nữa, ví dụ như là về lịch sử, bộ máy hay là về thiết kế để có thể phù hợp với bản thân nhất. Và có lẽ tới đây thì May xin phép được chia sẻ thêm một vài thông tin mà May tin là có một vài anh chị đang xem video này chúng ta cũng chưa nắm được đâu. Thì đầu tiên là đối với thương hiệu Seiko đi, thì chiếc đồng hồ Kinetic đầu tiên của Seiko lại chính là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới chuyển động năng thành điện năng. Đây chính là một bước đi rất là quan trọng và đánh dấu công nghệ phát triển vượt bậc của nhà Seiko. Từ năm 1988 tới nay thì đã hơn 8 triệu người con mang tên Kinetic đem đến một cái sự thân thiện này, hiệu suất hoạt động cao và vô cùng tiện lợi, bền bỉ cho người dùng. Một vài những đặc điểm chính của dòng đồng hồ này đó chính là những cơ năng sẽ được sinh ra khi mà cánh tay chuyển động sẽ tự động chuyển thành điện năng. Chúng ta không cần phải thay pin như là đồng hồ automatic mà độ chính xác lại cực kỳ cao. Tự động chỉnh giờ khi mà không đeo sau một thời gian, cực kỳ thân thiện với môi trường cũng như là tiết kiệm năng lượng. Và không chỉ Seiko không thôi đâu, mà ngay cả Citizen thì cũng có nhiều điều mà có lẽ là chúng ta cũng chưa biết. Ví dụ như là vào tháng 4 năm 1996 thì thương hiệu số 2 Nhật Bản là Citizen đã cho ra đời một phát minh gây chấn động đối với toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ là đồng hồ Eco Dry Citizen. Như mình đã nói, dòng đồng hồ này thì sẽ có khả năng hấp thụ bất kỳ một nguồn ánh sáng nào dù là tự nhiên hay là nhân tạo để có thể tạo ra năng lượng cho mẫu đồng hồ này hoạt động trong bóng tối từ 135 ngày, thậm chí đến 7 năm liên tục. Và May hy vọng rằng với những thông tin mà May chia sẻ trong video này thì các bạn cũng đã có cho mình những góc nhìn khác nhau, những cái thang điểm đánh giá khác nhau dành cho hai thương hiệu Seiko cũng như là Citizen để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một mẫu đồng hồ phù hợp với bản thân mình nhất. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ Hải Triều cũng như là follow nhiều hơn thì chúng ta có thể gặp nhau và tìm hiểu nhiều hơn về kiến thức đồng hồ ở trên kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!